Đây là một bệnh nhân nữ 62 tuổi vào viện trong một tình trạng là một đợt cấp và hội chứng viêm dạ dày. Trong quá trình điều trị thì khi soi dạ dày thì có phát hiện ra một cái u nằm ở tổ chức đệm dạ dày, kích thước là trên hơn 2 cm và một cái túi mật viêm thành dày có sỏi, có nhiều sỏi. Thì bệnh nhân đã được chỉ định là phẫu thuật phối hợp cả hai kỹ thuật, một là xử lý cái u dạ dày, cái thứ hai là cắt cái mật. Thì quá trình phẫu thuật diễn ra tương đối suôn sẻ, tuy nhiên là nó cũng gặp cái khó khăn. Trên chẩn đoán CT thì xác định là u kích thước từ 2 x 3 cm, và trên soi dạ dày thì kích thước một khối lồi ở trong dạ dày kích thước là 2 cm. Tuy nhiên là khi thăm dò bằng nội soi thì rất khó để xác định, vì vậy là cuộc mổ nó cũng phải phối hợp với nội soi trong khi mổ, cuối cùng là cũng tiến hành là kiểm soát được cái khối u và loại bỏ khối u ra khỏi dạ dày. Hy vọng rằng là đây là một cái tổn thương nó cũng không ác tính lắm, bởi đây là một tổ chức chúng tôi hướng tới một cái chẩn đoán khối u ở tổ chức mô đệm của dạ dày. Cái hướng sau này thì tiếp tục theo dõi và dựa vào cái kết quả của dấu bệnh hóa bùng dịch để xác định cái mức độ của tổn thương và tiếp tục điều trị. Nếu cần thiết thì có thể làm hóa chất bổ trợ sau.